theo của tụi mình là sẽ đến ghé vào nhà của một người quen, của một chị trong đoàn, giới thiệu về cái hồng khô. Đây không phải là điểm du lịch nha các bạn, chỉ là nhà của người quen thôi. Cái này là chắc là sấy lâu rồi nè. Tháng thì nó mới thành phẩm nha. Còn cái kia là bao lâu chị? Hồi đầu qua bên đây cái này á thì mới xuất hiện 4-5 ngày thôi. Cái hàng này thì mình lúc đầu là mình gọt thái vị của từng nhà vườn, xong rồi bắt đầu mình mới đem về nhà mình rửa, xong rồi mình bắt đầu gọt xong rồi mình thì mới treo lên, sau lúc đó mình mới xử lý nhiệt khoảng 8-10 tiếng để cho cái nhựa hồng nó ra hết, xong rồi thì mình mới bắt đầu treo lên khoảng 1 tuần sau. Mình coi xong rồi mình lại đem vào xử lý lần hai là bắt đầu chia lần một, thì quả hồng thành phẩm thì sẽ là như cái kia là một tháng là mình có thể bán được rồi đúng không chị? Dạ đúng. Còn như cái này nó tươi vậy thì mới treo thôi, cái này là mới treo khoảng được 5-6 ngày. Dạ. Ủa nhưng mà này là do nó không có nắng nhiều nên là nó mới từ từ như vậy đúng không? Chứ nếu mà nó không, đa phần theo thời tiết của anh, tại vì mình treo theo công nghệ Nhật Bản là mình chỉ có gió với nắng thôi. Là bình thường nếu mà nắng nhiều thì nó sẽ mau chín cái hồng và khô nhanh hơn. Nên khi nắng nhiều thì cái hồng nó sẽ bắt đầu đỏ, còn khi mà mưa nhiều thì cái hồng nó sẽ xuống màu. Như thế nào thì nó sẽ ngon hơn vậy? Nắng nhiều hay là thời tiết nắng nhiều? Còn khi mà mưa thì cái hồng nó sẽ là xuống màu, là nó sẽ bị nắng đỏ. Em cảm ơn chị. Mình sẽ tóm tắt lại những nội dung mà chị đó đã nói anh. Thì cái hồng này sau khi cắt gọt bỏ thì người ta sẽ treo lên đây và để khoảng từ 5-6 ngày nó sẽ đang cháy như thế này. Và khi mà người ta treo khoảng 1 tháng á thì nó mới bắt đầu thành phẩm. Cái này sắp được rồi các bạn đó. Cái này mình không phơi trực tiếp với nắng mà mình sẽ phơi bằng gió. Sao em? Nè, ăn thử thấy ngon lắm. Đâu cho em miếng à? Đúng. Bạch này 75.000 hả chị? Em 175.000. Em tính tiền nó đi. Là bao nhiêu gram đây? Rồi. Nửa ký. Tiền hốt vô cân để thôi. Các bạn thấy cái người mà nhiệt tình bán nó không? Đó, anh mình đó. Nói chung ở đây thì với một mình chị đó là chủ nhà rồi, còn lại là người trong đoàn mình hết á. Mình giống như là giống như là mình làm bán vậy đó. Bên ai khác kiểu luôn. Bên ai người trong đoàn tự mua luôn. Không, nhiệt tình đi như người bán vậy đó. Bị ấm. Rồi, tưởng ăn đúng không? Rồi xong.